rồi thì các bạn cho con ớt vô trong đây, một ít ớt trái, khi nào mình ăn thì mình dầm nha các bạn, tại nhà có con nhỏ nên mình sẽ không sắc cái phần ớt ra. Đó, khi các bạn cho phần ớt vô, các bạn để cho nó sôi một chập, các bạn sẽ cho một ít tiêu lên trên phần mặt, ít thôi nha các bạn, không cần nhiều, tiêu này tiêu của nhà mình xay á. Rồi thì khi các bạn cho nó ớt vào tiêu rồi vô rồi thì mình sẽ cho nó sôi tầm khoảng cỡ 30 giây để cho cái phần ớt mình nó chín một tí xíu á. Các bạn đã trở lại với kênh Cá Thời Gian, thì hôm nay Cá Thời Gian sẽ chia sẻ cho các bạn một cái món ăn là ba rọi kho măng. Ở đây mình có tầm khoảng nửa ký ba rọi và nửa ký măng, một ít tỏi, một ít hành tím và đường, muối, bột ngọt, dầu hào, nước mắm và cà no các bạn, tiêu, nước màu. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ướp cái thịt này để kho cho nó mềm và nó thấm để ngon hơn. Thì cái phần hành tỏi này mình sẽ đi lột và xay ra nha các bạn, xay. Nếu các bạn có cái máy tiện nghi nhỏ nhỏ thì các bạn có thể xay, còn nếu các bạn không có thì các bạn có thể bầm. Thì cái phần thịt này bây giờ mình đã mua về và rửa sạch và rửa muối hết rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ sắc nó ra, hướng dẫn các bạn sắc ra. Ở đây mình có cái tấm thớt, thì bây giờ các bạn sẽ cho cái phần ba rọi xuống. Miếng ba rọi này nửa ký này nó hơi nhiều và nó dài ra các bạn, thì bạn cắt làm đôi. Đó, khi mình cắt làm đôi ra thì nếu như mà các bạn nào mình sẽ được á thì bạn nương cái tay nè, các bạn cắt nó ra như này, xẻ nó ra đó các bạn, thấy không, ở trong nó rất là ngon. Cái ba rọi này á mà các bạn nó chiên nước mắm á, ăn là ghiền luôn á. Thì bây giờ khi mình chẻ nó ra rồi thì mình cắt tầm vừa miếng ăn thôi nha các bạn, đừng cắt dày quá, cũng đừng cắt mỏng quá nha. Đó, thì các bạn cắt phần ba rọi như vậy nè, miếng cỡ vừa như vậy. Khi mình chọn thịt kho á, thì các bạn dùng, nếu mà kho keo hoặc là kho quẹt hoặc kho măng thì các bạn sẽ dùng ba rọi, nó vừa nạc vừa mỡ vừa có da nữa, rất ngon. Còn các bạn dùng mà cái đùi thì nó nạc không thì các bạn ăn nó sẽ ngán nha. Đó, thì mình cứ cắt hết cái phần này ra nha các bạn. Thì mình cắt gần xong rồi các bạn, thì các bạn cắt ra hết. Khi các bạn cắt xong rồi thì mình sẽ hốt lên trên phần cái ni nhỏ nhỏ hồi nãy đó các bạn. Để mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm, rồi mình sẽ trộn sơ cái phần thịt này. Giờ mình sắc xong như vậy thì nửa ký các bạn sắc ra nó rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ cho vào cái thau để mình áo sơ cái phần nước sôi qua đó các bạn. Tô đặt thì các bạn cho hết vô phần tô này. Thì khi cho vô phần tô này thì mình sẽ dùng một ít nước sôi mình áo qua nha. Dùng nước sôi các bạn chia thẳng lên cái phần thịt của mình luôn. Đó. Bạn chia hết lên cái phần ba rọi mình đó như vậy. Các bạn ngâm trong vòng nước sôi trong khoảng 30 giây. Các bạn ngâm tầm khoảng 30 giây thì giờ mình sẽ xả cái phần thịt này ra, xả hết cái phần nước ra, rồi các bạn sẽ rửa lại nước lạnh tầm khoảng 2 nước nha các bạn. Khi mình nấu nước sôi xong mình xả và mình rửa hai phần nước lạnh này nè các bạn, để cho cái phần thịt mình nó nguội đi, mình ướp cái phần gia vị tỏi hành nó sẽ không bị hết mùi thơm đó các bạn. Nếu như có thịt các bạn còn nóng mà các bạn sẽ cho tỏi hành vô, các bạn ướp hoa gia vị mình vô thì cái mùi thơm nó sẽ không còn thơm nữa. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu ướp nha các bạn. Ở đây mình dùng một cái muỗng lớn, thì các bạn sẽ cho vào đây tầm khoảng một muỗng đường. Nếu các bạn nào ít ăn đường mình sẽ giảm cái độ đường lại. Mình cho vào đây tầm khoảng nửa muỗng cà phê muối. Bột ngọt là tầm khoảng yếu một muỗng cà phê nha các bạn. Và cà no thì mình sẽ cho một muỗng lớn. Dầu hào thì các bạn cho tầm khoảng một muỗng. Muỗng dầu hào, xin lỗi nó hơi nhỏ thêm tí xíu á. Nước mắm thì các bạn cho vào đây tầm khoảng 2 muỗng nước mắm. Nước mắm ngon thì các bạn dùng 2 muỗng, còn nước mắm mặn các bạn dùng một muỗng thôi nha các bạn. Dùng nhiều quá sẽ mặn á. Đó, và cái muỗng ở đây mình dính dầu hào thì mình sẽ để đó luôn, mình cho một ít tiêu. Khi các bạn cho một ít tiêu vào đây rồi thì các bạn sẽ cho một ít nước màu. Nước màu này thì ở nhà mình thắng á các bạn. Đó, tầm khoảng một muỗng cà phê nước màu. Đó, thì khi các bạn rưới phần nước màu lên thì mình sẽ dùng cái muỗng trộn đều nó lên.
tại vì sẵn có muỗng các bạn dùng gia vị rồi các bạn sẽ trộn lên luôn á, chứ còn bình thường các bạn dùng đôi đũa khi trộn đều lên thì cái màu nó cũng đẹp đó các bạn. Thì các bạn cho vào đây hành tím, cho tầm khoảng một muỗng cà phê hành tím nha, tỏi, tỏi cũng một muỗng cà phê tỏi luôn. Thì giờ mình sẽ đảo hành tỏi và hỗn hợp gia vị mình lên cho nó thơm. Cái màu thì các bạn chưa có nấu thì nó như vậy nè, các bạn đừng cho màu nữa nha, vừa rồi thôi. Giờ thì mình sẽ ướp trong tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ nha các bạn. Sau nửa tiếng đồng hồ á, cái phần này nó thấm rồi mình sẽ trở lại với các bạn. Tầm khoảng cái thịt này được nửa tiếng nè các bạn, thì nó đã thấm rồi á, thì các bạn sẽ dùng đôi đũa và đảo đi nó một tí xíu. Thì bây giờ mình sẽ quay lại phần bếp để mình khử dầu nha các bạn. Bếp mình thì mình có cái chảo, khi các bạn nấu thì mình nâng nấu vào cái chảo để cho nó rộng rãi, rồi khi chút các bạn cho vào cái nồi cũng được á, thì mình sẽ bật ra lên để cho cái phần chảo và cái phần ấy nó nóng đều nha. Thì bây giờ khi nó nóng á, thì các bạn cho vào đây một ít dầu ăn. Thì khi các bạn cho dầu ăn là cho cái phần dầu ăn nó nóng đi nha các bạn. Khi phần dầu với phần chảo nó nóng lên thì mình cho tỏi vô. Đó, các bạn cho tỏi vô các bạn thử. Thì các bạn đảo đều cái phần tỏi mình ra để cho nó vàng đều nha các bạn. Cái tỏi mình nó vàng đều rồi thì các bạn cho hết cái phần thịt vô. Thì các bạn cho phần thịt vô thì mình cho lửa lớn nha các bạn. Đó, lửa lớn thì các bạn đảo cho nó đều, cho nó săn hết cái phần thịt mình đi. Đảo đều cho nó săn phần thịt. Bây giờ các bạn không đổ nước để phần thịt mình nó sôi tầm khoảng cỡ 30 giây nha các bạn. Cái phần thịt sôi cỡ 30 giây thì bây giờ mình sẽ cho hết cái phần nước vô. Khoảng cỡ gần một chén nước vô nha các bạn. Cho gần một chén nước vô, các bạn cho nó sôi tầm khoảng 2 phút. Tầm khoảng 2 phút rồi nè các bạn. Thấy không? Đó là nó sẽ săn cái phần thịt mình nè, cái màu nó lên rất đẹp rồi nên mình không phải bỏ màu nữa các bạn. Tại vì cái bản thân mình nấu á, là mình thích nấu ở trong cái chảo để nó rộng rãi hơn, khi các bạn đảo á, nó rộng rãi hơn. Rồi các bạn sẽ cho vào cái nồi sau ha. Thì bây giờ nó sôi tầm khoảng 2 phút, các bạn đảo lên rồi thì các bạn sẽ cho hết cái phần măng này vô. Đó, thông thường thì cái măng này các bạn sẽ tao sơ qua cũng được, còn nếu không cần tao thì cái gia vị mình đã ướp thịt rồi thì các bạn cho hết măng vô. Cho măng vô các bạn dùng đôi đũa và một cái nói chung có sạn các bạn đảo lên, nhưng mà đây sẵn có cái muỗng hồi nãy ướp như vậy thì mình đảo luôn, không khỏi dùng có sạn các bạn. Có cái măng le mà mùa này và tháng 2 nha các bạn, có măng le rất ngon luôn nè. Tại vì hồi hôm trước mình có đi suối đá một lần các bạn, mình mua một lần đó, hả gần 10 kg về mình muối các bạn. Xong rồi khi nào các bạn ăn thì có bỏ lên luộc lại và mình xả cái phần nước muối nó ra thì cái măng này rất ngon, nó sẽ không bị hư đâu nha các bạn. Thì khi mình trộn đều lên rồi thì mình để nó sôi trong khoảng cỡ 2 phút. Thì các bạn sẽ kiểm tra một lần sau 2 phút các bạn kiểm tra và mình sẽ đảo lên, sợ nó sôi cái phần dưới là nhiều khi nó sẽ xiết cái phần nồi á. Thì bây giờ sẽ để cho nó sôi nha. Thì vậy nó sôi được 6 phút rồi nè các bạn, nó đã gần chín mềm rồi. Thì mình sẽ kiểm tra thử miếng thịt nó chín nó mềm chưa nha. Đây thì miếng thịt mình nó đã mềm lắm rồi, thì bây giờ mình cho nó sôi tầm khoảng 2 phút nữa nè các bạn. 2 phút nữa rồi thì các bạn cho phần ớt vô trong đây, một ít ớt trái, khi nào mình ăn thì mình dầm nha các bạn. Tại nhà có con nhỏ nên mình sẽ không sắc cái phần ớt ra. Đó, khi các bạn cho phần ớt vô các bạn để cho nó sôi một chập, các bạn sẽ cho một ít tiêu lên trên phần mặt ít thôi nha các bạn, không cần nhiều. Tiêu này tiêu ở nhà mình xay á. Rồi thì khi các bạn cho nó ớt bỏ tiêu rồi vô rồi thì mình sẽ cho nó sôi tầm khoảng cỡ 30 giây để cho cái phần ớt mình nó chín một tí xíu á. Sôi tầm khoảng 30 giây là nó chín rồi các bạn, thì mình sẽ hạ đồ lửa nhỏ hết cỡ xuống thì nó sẽ sôi rim rim. Và các bạn sẽ cho lên trên phần trên này một ít hành lá hồi nãy mình chẻ các bạn. Nếu các bạn rảnh á, thì các bạn sẽ chẻ, còn nếu các bạn nào không rảnh thì mình bỏ cái chẻ cũng được á. Cho vài cọng tơ tơ ra và mình sẽ cho một chỗ, khi nào mình ăn á, thì các bạn có thể gấp nó lên mà nó thơm cái mùi hành. Thì đến đây mình đã nấu xong rồi các bạn. Nếu các bạn nào cảm thấy thích hãy cho mình một like, một đăng ký, phần dưới một cái nút chia sẻ, các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè mình cùng coi nha.
cách làm cũng đơn giản và nhanh gọn, không mất nhiều thời gian của các bạn. Nếu các bạn làm, mình chúc các bạn làm thành công và may mắn nha. Và đến đây video mình đã xong, thì mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Xin chào.